Khoa Ngu lại đây một chút. Có chuyện gì vậy bà chủ? Vì khách gọi món lẩu này không ăn một miếng nào. Bạn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì sao? Thiếu mối rồi. Không hề. Này, làm thế nào tôi mới đi vệ sinh trở về mà nồi lẩu của tôi đã biến mất?